Thưa quý vị, thời trang vốn được coi là ngành công nghiệp gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, chỉ đứng thứ hai sau ngành công nghiệp xăng dầu. Thời trang và bền vững là hai khái niệm từng trường không liên hệ với nhau nhưng lại đang cùng nhau tạo nên một xu hướng trong lĩnh vực may mặc. Chính xác là như vậy chị Minh Linh ạ, à. bởi khái niệm eco fashion, thời trang xanh đang ngày càng phổ biến hơn tại Việt Nam. Quan điểm tiêu dùng đổi mới của người sử dụng cũng như là sự thay đổi trong tư duy sáng tạo của những nhà thiết kế đang mở ra một hướng đi bền vững cho thời trang Việt. À, phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về khái niệm đang trở thành xu hướng trong thời trang eco fashion. Những cửa hàng thời trang xanh, thời trang tuần hoàn như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều và dần trở nên quen thuộc với giới trẻ tại các thành phố lớn. Những người sáng lập và rất nhiều khách hàng quen thuộc tại đây là các bạn trẻ chuộng lối sống xanh. Sống xanh với họ là tiêu dùng xanh, tái chế các sản phẩm may mặc theo nhiều cách khác nhau để kéo dài dòng đời của trang phục thế giới là những người họ gần như họ đi trước chúng ta một chút về cái việc đón nhận cái cái thời trang bền vững này và hiện tại đang phát triển rất là mạnh cái việc mình hạn chế mua những đồ mới mà sẽ dùng đồ tái sinh nhiều hơn còn ở Việt Nam thì đâu đó đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang bắt đầu gần đây thì mình nghĩ là nó cũng cái xuông này đang lên mạnh rồi bởi vì có những bạn trẻ như những bạn trẻ Gen Z các bạn ấy rất là đam mê săn những cái đồ second hand Hàng năm ước tính có 150 triệu tấn trang phục và giày dép bị vứt đi hay hủy bỏ. 85% trong số đó bị lấp vào các bãi rác thải hoặc bị đốt. Nhưng trên thực tế, 95% lượng trang phục bị bỏ đi hàng năm phù hợp để tái chế. Bởi vậy mà tiềm năng cho thị trường quần áo tái sử dụng hay còn gọi là second hand đang trở thành xu hướng chung ngày càng tăng trưởng mạnh trên thế giới. Mô hình cửa hàng thời trang xanh là nơi diễn ra việc thanh lý trao tặng những sản phẩm thời trang không còn sử dụng đến hay lựa chọn những trang phục second hand thay vì bỏ đi khi không còn nhu cầu sử dụng. Cái đồ mà các bạn mang đến cái cửa thì nó còn nguyên tem, nguyên mác là cái đồ mà bạn đi mua về nhưng có thể là không ưng. Đã mặc rồi nhưng nó vẫn còn mới và cái style của nó vẫn còn cái nhiều bạn vẫn thích, vẫn còn on trend. Còn cái đồ thứ ba là cái đồ các bạn cho tặng bọn mình nhưng mà nó bị hỏng một số món đồ ấy. Thì bọn mình cũng mang ở kia là cho tặng hoặc là bọn mình cũng sẽ upcycle của nó mà điểm đặc biệt nhất mở ra hướng đi đa dạng và bền vững cho thời trang xanh chính là mảng sản phẩm sáng tạo từ chất liệu tái chế, khái niệm upcycle tái chế thời trang cũ thành những sản phẩm mới và recycle là tận dụng những chất liệu từ những sản phẩm không thể sử dụng hay tái chế được nữa đang được thử nghiệm và triển khai nhiều hơn dù còn nhiều khó khăn. Có nhiều quần áo là họ mua về họ không hề mặc luôn, còn mới tinh luôn. Thế nhưng mà vứt đi nó rất là phí phạm Sẽ lấy cái đấy để mà, mà mà, tái chế ra những cái sản phẩm mà mình thường dùng Mình sử dụng hàng ngày đây này Thì nó vừa vừa bảo vệ môi trường vừa đỡ phải vứt ra, 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 ra ngoài môi trường Tiết kiệm được cái chi phí cho mình rất là lớn Bọn mình có những sản phẩm là túi xin, túi thâu hoặc là ba lô, dây buộc tóc à, gần Trước bọn mình có làm cái tạp dề và thảm đi thảm đi đích đích này thì bọn mình sẽ cho vào nhồi để làm ghế ngồi gối ôm không chỉ dừng lại là những dự án mô hình thời trang tái chế đơn giản, gần gũi dành cho giới trẻ, thời trang bền vững còn được những thương hiệu thời trang Việt biến hóa thành những món đồ thời trang sang trọng cao cấp như thế này. Thoạt nhìn những sản phẩm long lanh này, ít ai biết được rằng chúng được sáng tạo từ những miếng vải, quần áo cũ và nhựa tái chế. Mọi người cứ nghĩ cái đồ tái chế là cái đồ nó xấu xấu, không dám mang đi đâu. Thực ra là bên mình là cái yêu cầu rất là cao về cái độ thẩm mỹ của nó, nó phải đẹp và nó xứng đáng được mang đi ra ngoài để mọi người tự hào và nó về nó. Xuất phát từ một tấm vải vỏ chăn công thời bao cấp, chị Lily Hoàng, nhà sáng lập của một đơn vị chế tác phụ kiện dự tiệc handmade, đã nảy ra ý tưởng tái sử dụng chất liệu cũ để tạo nên bộ phụ kiện thời trang mới, làm quà tặng cho người thân. Và dự án I'm Reborn, tôi tái sinh, phát triển dòng thời trang tái chế cũng ra đời, mang đến nhiều sáng tạo mới trên các chất liệu cũ. Phần lớn các đồ ở đây thì bọn em đều dùng đồ tái chế và các đồ thân thiện với môi trường Ví dụ như là vải là tái chế Còn các phụ kiện ở bên ngoài ví dụ như là quai hay cúc thì bọn em đều dùng chất liệu là tre Vải nó có thể là nó bị nó lỗi, nó bị thủng chẳng hạn Thì những cái đấy bọn em sẽ đính hoặc là bọn em sẽ thêm các hạt gỗ lên Thì nó sẽ tạo ra một cái mới Với những người làm nghề, việc tái chế những vật liệu cũ vừa là thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội phát huy tư duy sáng tạo một cách thiết thực nhất với những người khách hàng tận dụng món đồ cũ không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm ở một hình thức khác mà còn là cách để tiết kiệm và giảm chi phí tiêu dùng và như thế mỗi chiếc túi tái chế ra đời theo phương pháp thủ công chính là cách kéo dài vòng đời cho mỗi món đồ cũ đồng thời cũng là cách giảm thiểu rác thải ra môi trường Thì khó khăn lớn là mình phải làm sao để mọi người bắt đầu có nhiều cái nhận biết hơn về cái dòng tái chế và yêu mến nó và sử dụng nó. Nhưng mà sau đấy thì có thể làm là chia sẻ cái việc đấy, những cái công thức tái chế đấy cho mọi người có thể tự làm. Các bạn có thể gửi đồ cũ qua để tái sinh đồ mới. Khái niệm thời trang xanh, thời trang bền vững không chỉ hướng đến việc giảm lãng phí trong các sản phẩm hàng diệt may thời trang, mà còn sử dụng các chất liệu thân thiện với con người và môi trường, có khả năng phân hủy hoặc tái sử dụng. Đó cũng là cách những người hoạt động thời trang chuyên nghiệp như nhà thiết kế Hà Thu chủ động trong việc lựa chọn chất liệu, kỹ năng để sáng tạo ra các sản phẩm thời trang bền vững. Hành trang của cô gái Việt này chính là vị trí quán quân trong hạng mục thời trang nam của thi thiết kế thời trang bền vững có quy mô toàn cầu ReRes Design Award 2020. Bộ sưu tập sử dụng chất liệu tái chế từ vải thừa, vải vụn và vải từ sản phẩm thời trang second hand được kết hợp với việc nhuộm màu thực vật như chàm nghệ. Những trang phục này chính là thông điệp khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận với cuộc sống chậm, quan tâm hơn tới sức khỏe và bảo vệ môi trường khi con người đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực mà thời trang nhanh gây ra cho môi trường thì thời trang bền vững chính là giải pháp tối ưu theo xu hướng chung của thế giới đồng thời cũng mở ra nhiều hướng đi hiệu quả cho thời trang bền vững tại việt nam